Xin chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu các bạn một bộ Tovit và Dovit 39 món của Cash Tool Germany. Thế như các bạn để thấy mã hàng của nó là 159-0100. Đây, bọc nguyên siêu nhưng cho vận chuyển thì mình đã làm rách mất đi siêu rồi. Đây là hai cái mặt của sản phẩm đấy. Và này giới thiệu tổng quan một số những cái chi tiết trong bộ kèm theo mã code check. Và bây giờ tôi sẽ bóc luôn cho các bạn xem này. Đây là cái tab giới thiệu sản phẩm bên ngoài thôi. Bỏ ra. Đó, thì đây chính là cái bộ nguyên của nó. Chúng ta sẽ mở sản phẩm bằng cách cắn lẫy này. Đó, các bạn nhìn thấy. Đây, đây là cái bộ tu vít và đầu vít của Cash Tool. Mã hàng thì như vậy tôi đã nói các bạn rồi. Thì tổng quan bộ này có những cái thứ nhất đó là tu vít dẹt. Ta có những cái size đó là 1x6 này. Đây, tu vít dẹt này. À đây là tu vít bốn cạnh này, tôi sẽ đọc tu vít dẹt đây. Đây tu vít dẹt đây các bạn thấy này. Đầu tiên là cái 6x38 này, cây bé nhất, cái tô vít một ú hai cạnh 6x38 này, 3x7.5, 5.5x100, 8x150. 8 đây thì là cái đầu của cái đầu hai cạnh, và 150 là chiều dài của cái đầu tô vít này đấy, nó không tính chiều dài của thân, nó không tính chiều dài của thân này đâu. Rồi thế thì lấy một cái cây đại diện ra để giới thiệu các bạn qua về cái dòng Tovit của Cash Tool. Tovit của Cash Tool thì được làm bằng thép hợp kim chrome vanadium. Cái đầu này thì được tôi nhiệt cao tần này giúp nó tăng cái khả năng độ cứng trong quá trình mình sử dụng. Mã hàng của nó thì được in ở trên thân đây, 159-1010, và đây là thông số của cái Tovit này cũng như là mã riêng của cái Tovit. Với những cái Tovit mà nó cỡ lớn ấy, thì nhà sản xuất đã tích hợp cho chúng ta một cái tăng lực ở đây. Cái này dùng để kết hợp với cả cờ lê, dùng cái móc vào đây để bạn siết được, tạo ra lực lớn hơn. Còn ở phía chuôi tay cầm này được làm bằng nhựa hai thành phần, hai màu đen đỏ này. Màu đen thì là nhựa mềm, còn màu đỏ thì là nhựa cứng, và thiết kế theo cái khuôn tay người sử dụng, giúp cái khả năng cầm nắm và tác động lực tốt hơn. Chuôi của nó thì được in thông số. Đấy, thì đấy là giới thiệu về chi tiết về tất cả những cái cây tu, dòng Tovit của Cash Tool thì nó được thiết kế xem như vậy thôi. Đó, vừa tôi đọc xong hai cạnh còn một cái cỡ lớn nhất, đó là 10x200. Đây là cỡ lớn nhất. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi đây là 10x200 này, 6.5x125 và 4x100. Đấy, có nghĩa là cái ngăn bên dưới này thì chủ yếu là Tovit hai cạnh. Còn Tovit bốn cạnh thì sao? Tovit bốn cạnh thì chúng ta thì thấy này. Đây là size bé nhất là 2 PH2 x 38, PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 125, PH3 x 150, PH3 x 150, PH2 x 125, PH1 x 100 và PH0 x 75. Đấy, thì các bạn có thể thấy thì đây là tất cả những cái tô vít hai cạnh và bốn cạnh mà cái bộ này có. Bộ bốn cạnh thì ở ngăn bên trên, hai cạnh ngăn bên dưới. Rồi thì ngoài những cái tu vít ra thì ở đây chúng ta có thêm một cái tay vặn đầu tuýp. Cái tu vít đầu tuýp, tu vít đầu tuýp này thì được dùng kết hợp với đầu vít này. Đó, để vặn. Vặn những cái con vít, ví dụ như đây là cái đầu vít hoa thị đấy chẳng hạn. Đấy thì lắp vào trong cái đầu tuýp này. Đó, vậy thì nó trở thành một cái dạng tu vít rồi. Và tu vít này thì được dùng để vặn đầu hoa thị này. Về cái bộ đầu vít thì ở đây chúng ta có 3 bộ đầu vít chia tương ứng làm 3 vị khác nhau. Cái vị thứ nhất thì đây là đầu vít hoa thị. Rồi. Cái thứ hai là đầu vít hoa thị có lỗ. Và thứ ba đó là đầu vít lục giác. Đó, vậy thì các bạn có thể thấy là như cái bộ tu vít và đầu vít 39 món này chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng mọi cái nhu cầu vặn những cái đầu bu lông hai cạnh, bu lông bốn cạnh hay là bu lông đầu hoa thị, bu lông đầu lục giác. Máy quay để quay review lại cho các bạn xem.